Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ tiểu ban truyền thông ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, đến thời điểm này tỉnh Lào Cai có 94 bệnh nhân mắc COVID-19 đã chữa khỏi bệnh và được ra viện. Cụ thể, trong ngày 8 tháng 9, tỉnh Lào Cai có thêm 2 bệnh nhân khỏi bệnh và được ra viện. Nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh ra viện đến thời điểm này là 94 bệnh nhân. Sau xuất viện, các trường hợp này đã được địa phương bố trí xe chuyên dụng trở về khu cách ly tập trung của huyện để tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày. Sau lấy mẫu làm xét nghiệm ở ngày thứ 7 cho kết quả âm tính, các công dân sẽ trở về nhà, tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế. Hiện toàn tỉnh chỉ còn 2 bệnh nhân mắc COVID-19 đang tiếp tục được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 của tỉnh. Tại huyện Mường Khương, việc triển khai cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử đang tạo thuận lợi cho bà con nhân dân trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương mỗi ngày đều tiếp đón hàng trăm lượt người đến khám, chữa bệnh. Bên cạnh việc khai báo y tế thủ công như trước, người dân còn có thể quét mã QR code thông qua các phần mềm cài đặt trên điện thoại thông minh. Nhờ vậy, công tác phân luồng, sàng lọc người bệnh khi đến khám và điều trị cũng thuận tiện, nhanh chóng hơn. Trong cái thời gian dịch bệnh như thế này, tôi thực hiện, người dân thực hiện là khai báo y tế và thực hiện trên cái khai báo y tế và cài đặt cái mã QR code cũng như là khai cái báo y tế để thực hiện cái việc phòng chống dịch trong cái thời điểm hiện nay. Đến nay, hầu hết các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mường Khương đều đã tạo mã QR code để người dân đến giao dịch, làm việc, có thể khai báo y tế thuận tiện. Đối với những trường hợp khách hàng đến quầy giao dịch thì chúng tôi cũng hướng dẫn khách hàng để quét mã, đồng thời thực hiện những tuân thủ những biện pháp phòng chống dịch. Khách hàng đến quầy giao dịch mà chưa cài đặt các ứng dụng Bluezone hoặc là nCoV thì chúng tôi cũng hướng dẫn khách hàng cài đặt luôn trên máy điện thoại khách hàng. Thời gian tới, huyện Mường Khương sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các phần mềm khai báo y tế điện tử, tạo thói quen cho bà con, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số, về việc nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh từ những việc nhỏ nhất. Hiện huyện Bắc Hà có hơn 3.700 lao động đang làm việc ngoài tỉnh. Trong đó, từ cuối tháng 4 đến nay, có 745 lao động trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những lao động này trở về đồng nghĩa với mất việc làm. Do vậy, huyện đã lập danh sách những người có nhu cầu đào tạo nghề ngắn hạn theo 3 nhóm nghề: công nghiệp xây dựng, thương mại du lịch, nông lâm nghiệp. Trên cơ sở đó, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và các trường nghề mở các lớp đào tạo nghề cho lao động để lao động có cơ hội tìm việc làm mới. Thống kê số lao động có trình độ tay nghề để cung cấp thông tin cho các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động, đồng thời tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cho các lao động trở về địa phương làm các thủ tục để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Việc xây dựng các mô hình sản xuất cùng sở thích để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập đang được xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên khuyến khích nhân rộng. Bởi cách làm này đã giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân. Mô hình cùng sở thích đang được bà con ở Việt Tiến tích cực tham gia, nhất là mô hình nuôi thủy sản. Mặc dù mới được thành lập, nhưng hiệu quả của mô hình mang lại cho các thành viên tham gia là rất rõ ràng. Khi tham gia nhóm mô hình, các hội viên có cơ hội trao đổi, thảo luận, hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, quy trình nuôi thủy sản, từ đó nâng cao hiệu quả nghề nuôi. Tôi cũng đăng ký là đi theo một chuyến xem thế nào. Vì là mình nuôi cái đi cắt cỏ này thì nuôi bằng cỏ này thực tế ra mà nói thì nó vất vả. Thế để khi chuyển đổi cái đấy thì chưa biết là hiệu quả sau này nó như thế nào thì chưa biết được. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có cái năng suất, nó sẽ thu được nhiều hơn. Vâng, trước khi tôi tham gia vào đây rất có lợi. Thứ nhất là được học hỏi với tất cả những cái người mà có kinh nghiệm. Thứ hai là có nguồn vốn của trên rót xuống thì có sự ưu đãi với lãi suất thấp để tạo điều kiện cho dân. Khi những mô hình này được thành lập,
thì những thói quen cũ trong canh tác, làm ăn, phát triển kinh tế trước đây của không ít hộ dân đã cơ bản được khắc phục. Mô hình cùng sở thích cũng giúp cho việc tiêu thụ hàng hóa được thuận lợi hơn, tránh bị tư thương ép giá hoặc mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy bán. Thứ nhất là trong các cái tổ này là được trao đổi kinh nghiệm, về kinh nghiệm trong quá trình, có thể những các người có hội viên thì họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Họ truyền đạt là những hội viên vào sau là họ có chưa có kinh nghiệm thì họ được học hỏi kinh nghiệm. Cái nữa là có cái lợi nữa là lợi ích nữa là khi mà họ trong vào thành hội này thì khi mà sản phẩm làm ra ấy, nhưng mà bán con cá ra thì mình điều tiết được. Thông qua những tổ đội, mô hình sản xuất cùng sở thích, bà con nhân dân cũng có được định hướng để sản xuất ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường, từ đó nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế của sản phẩm. Hiện nay có 8 trên 18 sở ban ngành và 9 trên 9 ủy ban nhân dân cấp huyện chưa hoàn thành việc rà soát danh mục các thủ tục hành chính theo các quyết định đã được ủy ban nhân dân tỉnh công bố để thực hiện cấu hình lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Ngoài các đơn vị chưa hoàn thành việc rà soát danh mục các thủ tục hành chính để thực hiện cấu hình lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh, thì còn có 6 trên 18 sở ban ngành và 100% ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chưa thực hiện việc cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công của tỉnh. Từ thực tế này, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các ngành, các địa phương cần rà soát, điều chỉnh thủ tục hành chính và cấu hình lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ đăng ký sử dụng biên lai điện tử, triển khai đăng ký chữ ký số cho các tổ chức đoàn thể và chữ ký số cá nhân cho những người có thẩm quyền ký ban hành văn bản, ký biên lai điện tử theo đúng tiến độ xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Công ty Điện lực Lào Cai vừa tổ chức bàn giao công trình đường bê tông, sân trường, điểm trường, khe păn và trao quà cho các trường học, trạm y tế trên địa bàn xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn. Cụ thể, Công ty Điện lực Lào Cai đã hỗ trợ vật tư làm đường lên trường, đổ bê tông sân trường tại điểm trường Khe Păn, tặng khẩu trang, nước sát khuẩn và tiền mặt cho chốt trực phòng chống COVID-19 xã Nậm Tha, tặng 4 TV 55 inch cho các trường học trên địa bàn và một số đồ dùng phục vụ hoạt động của trạm y tế xã. Tổng trị giá hỗ trợ và quà tặng là trên 175 triệu đồng. Công ty Điện lực Lào Cai được tỉnh phân công giúp đỡ xã Nậm Tha xây dựng nông thôn mới, là xã khó khăn, xa trung tâm, đại bộ phận đồng bào là người dân tộc thiểu số. Đến nay, xã mới đạt 9 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là nguồn động viên khích lệ để cán bộ và người dân trên địa bàn nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vận động hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với sản xuất thực phẩm an toàn và tiêu dùng sạch. Đây là 1.000 m2 đất vườn đã được gia đình bà Bùi Thị Lợi ở thôn Văn Thủy, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn cải tạo để trồng rau xanh. Trong quá trình sản xuất, gia đình bà Lợi luôn tuân thủ theo quy trình sản xuất rau an toàn, sử dụng phân bón hữu cơ thay vì phân hóa học. Do vậy, sản phẩm rau xanh của gia đình bà được người tiêu dùng trên địa bàn rất ưa chuộng. Nhà tôi thì trồng phải hơn 20 năm nay rồi. Còn phân thì nhà tôi là không trồng, không gieo trồng bằng phân hóa học, thì dùng bằng phân hữu cơ và phân chuồng để mộc thôi. Cày ra vãi ra xong rồi cày rồi gieo và rồi tưới. Không chỉ có gia đình bà Lợi mà hiện nay trên địa bàn tỉnh, số lượng các mô hình phụ nữ tham gia sản xuất nông nghiệp theo phương thức hữu cơ đang ngày càng tăng cao. Các sản phẩm làm ra đều được thị trường ưa chuộng, giá trị kinh tế cao hơn hẳn so với cách thức sản xuất trước đây. Mình có con nhỏ ở giữa vườn ổi ấy, thì mình chỉ có dùng những cái loại bẫy ruồi, dính ruồi ấy, chứ mình không dùng thuốc sâu ấy, vì nó rất độc hại đến người nhà mình đầu tiên. Thế xong rồi mình dùng những cái loại túi bóng ni lông chuyên dùng cho hoa quả ấy, như ổi đây. Và riêng đây thì mình lồng vào từ lúc nó còn nhỏ thì sẽ không bị con gì đốt và cũng không phải phun thuốc. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người tiêu dùng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ được tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Hội phụ nữ cũng đã vận động tuyên truyền cho chị em là chúng ta là nên sử dụng những cái thuốc bảo vệ thực vật là đúng theo quy trình và sử dụng những cái thuốc bảo vệ thuốc sinh học ấy, để cho sau khi mà mình đã tiêu thụ sản phẩm ra ngoài thị trường rồi thì để cho khách hàng họ tin tưởng sử dụng cái sản phẩm của mình. Từ những hoạt động thiết thực của hội, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo ra nguồn thực phẩm an toàn để cung cấp cho thị trường và xã hội. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.